kêu mở chiều nay qua tiếp mà giờ này nó đây cho bả. Hello, hello, xin chào cả nhà. Trước màn hình đây là lô bông trang Mỹ Hồng. Loại cao 2 tấc rưỡi nha các bạn. 2 tấc rưỡi là khoảng 1 gang tay hơn. Đó, đây là lô trang Mỹ Hồng mới về của kênh Thế Giới Lân Gừng của mình. Bây giờ mình sẽ quay một vòng review sơ lược cho các bạn xem cái lô Mỹ Hồng. Hiện tại thì Mỹ Hồng đang rất là hot, cho nên khách hàng có nhu cầu cần đặt mua Mỹ Hồng thì hãy comment bên dưới, thì mình sẽ liên hệ lại để hỗ trợ tư vấn cho khách hàng để khách hàng đặt mua. Chứ hiện tại Mỹ Hồng đang rất là hot nha các bạn. Các bạn đặt sớm thì sẽ còn hàng. Thì mỗi cây là tầm từ 1 gang tay trở lên. Cái lô này của mình là khoảng 200 cây. Thì khách hàng nào đặt mua thì hãy comment bên dưới giúp mình nhé. Rồi thì sau đây thì các bạn hãy xem sơ lược một vòng cái lô bông này.